Cũng giống như cha của mình, vốn kiếm được hàng trăm triệu USD cả từ khi đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, ái nữ Ivanka Trump đã nhận được 12,6 triệu USD từ đầu năm 2016 đến nay. Theo New York Times, vào hôm thứ Bảy 22 tháng 7 đã loan báo những món tiền khổng lồ mà hai vợ chồng cô kiếm được. Số lợi nhuận này phát xuất từ nhiều thương vụ làm ăn của cô đã bảo đảm cho cô nhận được ít nhất là hàng năm 1,5 triệu USD. Cho dù hiện nay nhiệm vụ chính yếu của cô là cố vấn cao cấp của cha mình ở Tòa Bạch Ốc. Thực ra số tiền này nói trên sẽ là nhỏ nhoi thực sự nếu tính tới những gì mà chồng của cô, đó là Jared Kushner, kiếm được. Ông Kushner cũng là một cố vấn hàng đầu của ông Trump. Hai vợ chồng đã kiếm được tổng cộng đến 212 triệu USD từ các thương vụ làm ăn của họ. Tuy Ivanka Trump đã từ nhiệm trong gần 300 chức vụ của các chi nhánh của dịch vụ kinh doanh địa ốc của gia đình và cả thương hiệu thời trang của cô, song cô vẫn nhận nhiều triệu USD từ cả hai ngành này. Kể cả số tiền 2,4 triệu USD của cổ phần của cô tại Trump International Hotel và lương trên 2,5 triệu USD từ tổ chức Trump Organization. Chính vì tiền vô như nước cho gia đình của cô khiến trước đây nhiều chuyên gia giám sát đạo đức đã cảnh báo về mối xung đột quyền lợi khi cả hai vợ chồng cô đảm nhận chức vụ quan trọng trong chính phủ. Lawrence Noble, một cựu cố vấn của Ủy ban Federal Election Commission, đã nhận xét rằng có thể là còn có nhiều liên hệ tài chính của họ mà chúng ta chưa biết rõ. Theo BBC cho hay là ái nữ của Tổng thống Ivanka Trump và chồng của cô là Jared Kushner đã sở hữu từ 240 đến 740 triệu USD. Số tài sản này bao gồm cổ phần tại khách sạn quốc tế Trump. Công việc kinh doanh thuận lợi của khách sạn đã giúp Ivanka kiếm được từ 1 đến 5 triệu USD vào năm ngoái. Các tài liệu công khai tài chính được tiết lộ vào tối ngày 31 tháng 3 cũng nêu chi tiết về mức lương gần đây cho một vài nhân vật cấp cao trong chính phủ. Đó là mức lương và tài sản ở thời điểm họ bắt đầu làm việc cho chính phủ Mỹ, trước khi bất cứ tài sản nào của họ bị bán hoặc là cho đi. Cả Tổng thống Mỹ Donald Trump hay Phó Tổng thống Mike Pence cũng nằm trong danh sách công khai tài sản. Các tài liệu được truyền thông Mỹ đăng tải lên mạng liệt kê giá trị tài sản trong một phạm vi thay vì đưa ra các con số cụ thể. Trong một buổi họp báo trước đó, các quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh là đây không phải là số tài sản mà ai đó có trong ngày hôm nay. Nó là số tài sản mà họ có vào thời điểm họ lên cầm quyền. Theo tài liệu được công bố, các cố vấn cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump có vẻ là giàu hơn nhiều so với những người tiền nhiệm làm việc dưới thời Tổng thống Barack Obama. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.